Lá bài tiếp theo là the change tức là thay đổi. Thay đổi ở đây tức là thay hình đổi dạng chứ không phải là thay đổi theo chúng ta nghĩ chúng ta từng thấy. Trong bộ phim thì lá bài the change này đã hoán đổi thể xác của hộ vệ Kerberos và Sauron, khiến cho cuộc sống của hai người trở nên rối loạn bởi vì hai người phải sống cuộc sống của nhau. The change này, cái tác dụng của nó chỉ có thể kéo dài trong vòng một ngày mà thôi. Cho nên sức mạnh của nó không phải là quá lớn gì. Tuy nhiên lá bài này cũng không có một cái sự hữu dụng cũng như khả năng chiến đấu, cho nên Sakura cũng đã không sử dụng lá bài này nhiều. Với lá The Change, khi chúng ta giải thích với những vấn đề lớn như là tình duyên, sự nghiệp hay các mối quan hệ, thì có thể giải thích chung là đang có một sự thay đổi lớn, có một biến cố lớn sắp tới hoặc là đang xảy ra. Đến với sự nghiệp, mình muốn nói tới sự nghiệp trước, bởi vì lá The Change này nó khuyến khích bạn là chúng ta, một là nên, đã đến lúc chúng ta phải, một là đổi công việc, hai là chúng ta nên bước lên một vị trí khác, bước sang một trang khác của sự nghiệp của mình. Còn với tình duyên thì nó nhẹ nhàng hơn, tức là bạn đang, đường tình duyên của các bạn đang có một sự thay đổi sắp lớn, có thể một sự thay đổi lớn hoặc nhỏ tùy theo trường hợp cụ thể. Có thể là bạn sẽ có một mối tình mới nếu như bạn chưa có ai, hoặc là nếu như bạn đã có người yêu rồi thì bạn sẽ phải đón nhận một cái tin tức gì đó mới. Nếu như hai người đã quen nhau lâu dài, có thể đây là một tin vui, một biến cố mới, có thể là một biến cố tích cực là chúng ta đã có con hay đó gì đó, một cái tin tức rất là vui ha mấy bạn ha. Rồi, đến với các mối quan hệ gia đình, bạn bè, với gia đình thì lá bài này đương nhiên là không tốt rồi mấy bạn ạ. Gia đình thì không nên có những cái sự thay đổi bất ngờ nào hết. Tuy nhiên với bạn bè thì đây là một chuyện rất là bình thường. Nó khuyên bạn là mối quan hệ trong xã hội, bạn bè hay gì đó là một cái sự thay đổi rất là vô thường. Bạn phải chấp nhận điều đó, là đôi lúc khi trên con đường đời chúng ta, mình có một người bạn rất là thân, nhưng khi duyên đã hết thì chúng ta cũng sẽ tự dứt mà thôi ha mấy bạn ha. Rồi, đến với một con người mà có tính cách như là the change thì đương nhiên là họ luôn luôn là, nếu mà dùng từ hơi không tế nhị một chút, sẽ là ba phải, tức là họ không có một chính kiến của riêng của mình, họ luôn bị ảnh hưởng bởi người xung quanh, mà chính họ cũng đã gây nên sự hoang mang cho người khác. Nếu như bạn đang tranh luận với một người có tính cách như the change đi, thì họ sẽ khiến bạn bị lung lay luôn đó ha. Cho nên nếu như chúng ta phải tiếp cận một người có tính cách như the change, chúng ta phải luôn luôn giữ vững cái ý kiến của mình, tránh bị họ làm cho mình bị ảnh hưởng, bị hoang mang ha mấy bạn ha. Bởi vì họ là một con người, chính bản thân họ cũng đã không chắc chắn, thì đương nhiên họ, cái năng lượng tiêu cực đó sẽ bị lan truyền qua những người khác, giống như trong bộ phim vậy đó, là nó ảnh hưởng tới Sauron và Kerberos. Rồi, the change này cũng khá là đơn giản, chúng ta có thể giải thích như đây thôi.